Vâng, xin kính chào tất cả quý bà con đã quay trở lại video của chúng ta ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên chúc tất cả quý bà con sức khỏe dồi dào và bình an trong cuộc sống. Rất là nhiều quý bà con chúng ta hỏi rằng là cây sầu riêng sau khi thu hoạch thì cần làm gì? Cây sầu riêng chúng ta sau một cái thời gian mà nó bị bệnh, giờ mình muốn phục hồi nó thì bây giờ mình cần làm gì bà con? Thì đây, trong cái video ngày hôm nay em sẽ giải thích cho bà con chúng ta về cái bộ siêu phục hồi, cái bộ combo siêu phục hồi. Và trước khi chúng ta nói về siêu phục hồi, chúng ta nói về pH thần tốc. Cái nhiệm vụ của pH thần tốc nó như thế nào, rồi chúng ta sẽ tổng kết, chúng ta chi tiết, chúng ta logic lại cái chúng ta cần phải làm như thế nào nha bà con nha. Rồi, đây là cái pH thần tốc, một trong những cái sản phẩm của công ty nông nghiệp Hoa Kỳ. Nó xử lý cái tồn dư bạc lo, giải độc, cải tạo đất, giải độc đất dư hóa học, giúp cho cây chúng ta hấp thụ cái dinh dưỡng. Và đặc biệt là nhiệm vụ của nó là tăng pH. Sau khi sử dụng 24 tiếng đồng hồ, nó sẽ sát khuẩn bảo vệ cây trồng. Cái này rất là hay. Cái pH trung tính và ổn định thì bộ rễ nó phát triển rất là mạnh. Và cái vai trò quan trọng của pH nó có quan trọng không? Quan trọng cực kỳ. Nó cực kỳ quan trọng nha bà con nha. pH chúng ta nằm ở cái ngưỡng mà 6.5. Bà con chúng ta thấy ở trên màn hình, nếu mà nằm ở ngưỡng 6.5 thì bộ rễ chúng ta nó phát triển dài thòn lòn, nó mập thù lù ha bà con, nó vươn dài cái bộ rễ ra. Lúc này bộ rễ chúng ta khỏe, tất nhiên nó sẽ hấp thụ được cái dinh dưỡng khỏe. Còn nếu như mà bộ rễ chúng ta nằm ở cái ngưỡng pH, trong cái môi trường đất pH là 5.2, trời ơi, bà con chúng ta thấy rằng bộ rễ nó cong cong quẹo quẹo nó chút xíu xíu. Đó, bà con chúng ta thấy 5.5 thì nó lại tăng hơn một chút xíu. Cái chai mà công dụng của nó là khử chua, hạ phèn, nâng pH, đất tốc hành. Và sau 24 tiếng sử dụng, tất nhiên là chúng ta sử dụng nâng cái pH trong cái đất chúng ta đo, trong cái nguồn nước chúng ta đo, thì nước chúng ta tưới mà nó bị phèn thì bà con chúng ta cũng biết rằng nó kéo theo là cái đất của chúng ta nó cũng bị chua, bị axit, đúng không bà con? Và cái chai pH thần tốc này nó giúp phân hủy các cái kim loại nặng, độc tố hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ tồn dư có hại trong cây trồng, cải tạo đất, giúp cho cây đất chúng ta tươi xốp và tạo cái môi trường thuận lợi cho vi sinh vật phát triển. Thì trong một số bà con chúng ta mà đang trước đây làm sầu riêng á, mà vườn chúng ta nó bị nhiễm độc bạc lo rồi bị các cái độc tố có hại, thì chúng ta sẽ xử lý cái pH thần tốc này cộng với cái bộ siêu phục hồi. Thì chúng ta sẽ phân tích từ chi tiết. Bây giờ chúng ta sẽ cho bà con chúng ta coi một cái thí nghiệm về pH thần tốc nó sẽ lên pH như thế nào. Thì đối với bà con miền Tây chúng ta mà trồng cái cây sầu riêng á, mà nó nằm ở độ pH mà nó ngưỡng cỡ 4 là mình thấy nó hơi mệt rồi. 5.2 thì còn đỡ bà con nha. 5.5 thì ok, còn tạm, còn 6.5 thì tuyệt vời. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đo pH. Thì bà con chúng ta, một, chúng ta có giấy quỳ tím, chúng ta đo pH nước. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể đo bằng cái máy đo độ pH nước, hoặc là bà con chúng ta đo đất bằng cái máy đo độ pH đất. Bây giờ chúng ta sẽ test cái giấy quỳ tím. Thì cái giấy quỳ tím này cũng khá là rẻ, bà con chúng ta có thể liên hệ tiệm thuốc tây bà con mua, là có chắc cú có 100%. Thì bà con về cái bồn nước của bà con tưới đó, cái bồn nước của bà con mà tưới cây, hoặc là nước sông bà con tưới cây, bà con đo, bà con đo thử như thế nào. Nếu pH nó ổn định thì ok, nhưng trong đất của bà con hồi xưa đất trồng lúa lên này, đất nó bị ô nhiễm, trong cái nguồn đất của bà con nó bị pH tụt, thì bà con chúng ta nên lấy một cái máy đo độ pH bà con đo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xử lý và chúng ta sẽ kiểm tra trước đã. Thì đối với cái nguồn nước bà con, đây cái nguồn nước em lấy từ nước mương ha. Nguồn nước này ok ha, để lấy là lắc cho nó nhỏ nước xuống. Rồi bà con chúng ta sẽ thấy rằng là cái thang đo độ pH đây nó nằm ở cái ngưỡng nào đây. Chúng ta đang nằm thấy là nó nằm ở cái ngưỡng 6. Nó nằm ở cái ngưỡng 6 nha bà con nha. Tuy nhiên chúng ta đo cái nước á, là ở ngoài môi trường nước thôi, còn chúng ta phải đo là đo cái đất nữa. Có nhiều bà con chúng ta lấy đất chúng ta bỏ vô ở trong cái ca, là chúng ta bóp ra chúng ta đo, coi thử là nó có phèn hay không. Đó cũng là một cái cách khá là hay nha bà con nha. Rồi bây giờ bà con chúng ta nhìn thấy này, là cái độ pH nó là đang đây, đang là 6 ha bà con ha. Nước này nước tưới mà, nước tưới cây này, nước cây vườn mà, đang 6 thì tạm thời là gọi là ổn định, ok. Bây giờ chúng ta sẽ, nếu như cái thang đo của pH của bà con mà nó nằm ở cái ngưỡng số 5, nó cam cam như thế này, thì chúng ta phải xử lý ngay lập tức nha. Hoặc là đất bà con chúng ta bỏ vào chúng ta đo, nếu như mà nó vàng, mà nó vàng cam thì chúng ta cũng phải xử lý nha bà con nha. Tụt pH, đặc biệt là vùng đất của bà con nó bị phèn. Bây giờ chúng ta sẽ nâng pH cái ca này, chúng ta nâng pH cái nước nó lên như thế nào. Đây cái chai bà con chúng ta sẽ nhìn thấy một chai như thế nào. Chúng ta pha cho 400 đến 800 lít nước. Đây mình trút vào cho bà con chúng ta xem ha. Chai này em cũng có khui, em làm thử nghiệm cũng vài lần rồi. Một muỗng cà phê thôi bà con nha.
một muỗng, à một muỗng thử thôi, một muỗng thôi, một muỗng cà phê đối với cái ca chúng ta là nửa lít đây trút vào. Bà con thấy rồi ha, xem thử nó có lên pH cấp đôi hay không, thử nó lên ngưỡng pH cấp đôi hay không. Cái ca nước này là cái ca này khoảng 600ml thôi, hơn nửa lít chút xíu. Rồi chúng ta sẽ lấy cái giấy quỳ tím tiếp tục, chúng ta sẽ đo, sẽ đo lại ha. Tên tên tên, trong cái quá trình coi video bà con nhớ thả cho em một tim nha bà con nha, thả cho em một tim, một like, một subscribe, cảm ơn bà con rất là nhiều. Này bà con, cái màu nó chuyển đổi lên rồi bà con thấy không? Này này, để em thấm thấm cho bà con chúng ta thấy ha, lắc đây. Rồi cái màu nó chuyển đổi bà con chúng ta thấy màu, cái màu này là màu mới nha bà con, cái màu này là màu cũ ha bà con. Bà con thấy hai cái màu nó khác nhau ha, nhưng mà cái độ mà độ pH như thế này á là mình đang thấy ở cái ngưỡng mà, cái ngưỡng mà đậm đậm như thế này, nó nằm ở khoảng, theo em quan sát thì nó khoảng cỡ 11, nó khoảng 11 nha. Đấy, nó 11. Thì bà con chúng ta pha một cái chai pH thần tốc như thế này, chúng ta pha 400 đến 800 lít nước. Thì chúng ta pha, ví dụ như hôm nay bà con pha 400 lít nước. Đó, thì bà con đo, à ra đo thử pH nó chưa theo cái ngưỡng mình ưa thích, nó chưa lên cái ngưỡng 6,5 mình chưa thích, thì mình có thể tưới thêm một lần nữa. Còn hạt ví dụ như bà con có thể, nếu bà con tính toán được, canh được hay á, thì bà con chúng ta tưới luôn là theo cái liều lượng, thì một chai như vậy là từ 400 đến 800 thì tự chúng ta tự canh thôi. pH chúng ta tụt dữ quá thì chúng ta sẽ tự nâng lên, à để em đo lại một lần nữa cho bà con chúng ta xem ha. Cái giấy bên này nó ướt rồi, thì chúng ta cứ tự nâng lên thôi bà con, nó dư không sao cho bà con nha, bình thường nha. À, ngâm cho nó ướt một xíu. Chúng ta thấy này, để em đánh lại ha, cầm cái muỗng đánh lại cho nó lên nè bà con, chúng ta thấy này. Rồi. Để bàn tay ngọc ngà của mình lên. Rồi pH này nó đang chạy lên màu tím ha bà con nha. Tím này mới tím xanh thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thêm một muỗng thử như thế nào nha bà con. Cái này là canh theo cái cách bà con chúng ta tự canh, mà cái này là tự bà con chúng ta sẽ canh được thôi. Bà con chúng ta chính là người hiểu nhất cái vườn của mình, hiểu được nhất cái đất của mình nha bà con. À, bà con chúng ta làm được rồi, các bà con chia sẻ cho những bà con khác, thấy không? À, một muỗng nữa nha bà con nha. À, một muỗng nữa này. Rồi, chúng ta đánh lên, thấy nó có, để thử nó có lên, nó lên đậm hơn nữa không? Để thử nó lên đậm nữa không? Rồi, chúng ta lấy cái quỳ tím tiếp tục. Nó lên đậm hơn nè bà con, nó lên đậm mà tím rịm luôn bà con. Bà con chờ một chút em nhúng em lắc nha, nước nó, bà con thấy cái màu tím nó lên đậm hơn nè bà con, đậm hơn mới nãy bà con, thấy rõ không, nó lên đậm hơn nè, giờ nó tím luôn rồi, nó không còn xanh nữa bà con, người ta gọi là quỳ tím luôn rồi bà con, giờ nó tím luôn nè. Thì nó đang là lên là cái ngưỡng này nè, cái ngưỡng này nằm ngay ngưỡng này nè bà con. Đấy. Đây. Tím nè, rồi con thấy tím nè, thấy tím rất là rõ ràng luôn ha. Đấy, rồi con chúng ta thấy, thế nên chúng ta canh theo cái liều lượng, bà con chúng ta thấy cái pH của mình nó thấp thì chúng ta sẽ tăng cái liều lượng lên, mà nó vừa, mà vừa vừa, ví dụ như chúng ta muốn nâng lên chút xíu, ví dụ như 5,5, chúng ta nâng lên chút xíu thì chúng ta có thể là pha cho 800, mà ví dụ như 5,2 chúng ta pha cho 400, vậy đó bà con. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để cái ca này xuống ha bà con ha. Chúng ta sẽ nói về cái bộ mà phục hồi. Thì trong cái quá trình chúng ta chăm sóc, chúng ta biết rằng đất chúng ta phải tụt pH, vườn chúng ta nó phải bị bật lo này nọ, rồi bị ô nhiễm, bị thuốc cái này thuốc kia, thì bà con chúng ta xử lý bằng cái can, một cái can siêu phục hồi đó bà con. Một cái can siêu phục hồi chúng ta cộng với hai gói Tricohumic. Thì ở cái can siêu phục hồi trong này nó có gì? Cái can siêu phục hồi nó có amino acid, có rong biển, có tảo biển, có fulvic, có 17 loại acid amin ở một cái dạng mà nâng cấp đậm đặc. Đó. Và chúng ta kết hợp với hai gói Tricohumic 2 kg nha bà con, 2 kg Tricohumic. Chúng ta cộng với 2 kg humic Hoa Kỳ nữa. Đây, 2 kg humic Hoa Kỳ. Thì chúng ta chờ một chút xíu, con kiến nó cắn em bà con ơi, trời ơi con kiến này bà con. Này con kiến, trời ơi, nó cắn nãy giờ luôn. Mà không dám nói luôn, ui cha, ngồi nghe ổ kiến lửa luôn bà con ơi, ui cha, kiến này bà con. Rồi, kiến này, để em lấy cái, em lấy cái cà pH mới nãy em trút ha.
Cái này nó có thêm một cái hay nữa là bà con, cái này này nó xua đuổi được kiến, nó xua được côn côn trùng rồi nha bà con nha. Nó xua đuổi được kiến luôn, nó xua đuổi côn trùng. Bà con rút chỗ đâu là kiến nó chạy tới đó, nó bỏ nó chạy hết, nó không còn ở đâu bà con. Trời ơi, cho con kiến nó chạy luôn mày ơi, cho kiến luôn, chạy luôn. Rồi. Nó có cái bê mùi mà cái mùi nó rất đặc trưng luôn. Mùi nó mùi là thơm luôn bà con. Trời ơi, nó thơm mà kiến nó bỏ nó chạy luôn. Bà con biết cái mùi gì rồi. Rồi bà con, chúng ta sẽ thơm, rất là thơm. À, cái Trico Humix này nó có Trico Đề Ma, có Humix, có Bacillus, có Acibacter, có hệ vi sinh cộng đồng của nó. Còn cái Humix Hoa Kỳ này là nó sẽ có Humix và có vi lượng vừa kích thích rễ, vừa giúp cho cái cây chúng ta, cái bộ rễ chúng ta nó phát triển. Vậy thì hai gói Humix Hoa Kỳ, hai gói Trico Humix chúng ta cộng với một can siêu phục hồi như thế này, chúng ta pha cho 2000 lít nước chúng ta tưới gốc. Còn cái chai mà pH thần tốc này chúng ta cũng tưới gốc nha bà con nha. Rồi, thế bà con sẽ hỏi rằng vậy cái chai pH thần tốc này có cộng được với siêu phục hồi, cộng với Humix Hoa Kỳ, cộng với Trico Humix cộng được không? Thì xin thưa với bà con là cộng được nha bà con nha. Ví dụ như cái cử đầu bà con tưới cái vườn của mình có 1000 lít nước thôi, thì bà con chúng ta có thể sử dụng hai chai pH thần tốc này cộng luôn với 1000 lít nước đó, cộng với nửa can siêu phục hồi, cộng với một gói Trico Humix, một gói Humix Hoa Kỳ, là ra công thức bà con chúng ta tưới vừa nâng pH, vừa kích thích bộ rễ, vừa tăng cái hàm lượng vi sinh, vừa xua đuổi được kiến gián côn trùng ở dưới đất. Cái thứ hai tiếp theo nữa là vừa cung cấp cái dinh dưỡng. Cái can siêu phục hồi này là phân bón hữu cơ khoáng nha bà con nha. Thế nên nó sẽ giúp cho cây chúng ta phát triển cực kỳ mạnh ở một dạng nano. Bà con chúng ta không cần phải sử dụng các cái phân bón hóa học nào khác, sử dụng siêu phục hồi là đầy đủ. Còn Trico Humix cung cấp vi sinh cộng với Humix kích thích bộ rễ tạo môi trường cho rễ. Humix Hoa Kỳ là Humix kích thích bộ rễ tạo môi trường cho rễ phát triển cộng với vi lượng nữa. Đấy, rồi, chúng ta nói ở dưới gốc rồi. Bây giờ chúng ta nói ở trên. Khi cây sầu riêng của chúng ta sau khi thu hoạch xong, bà con chúng ta tỉa cành bơi, cành đồ hết, thì bà con phun thần sấm diệt tiến trùng cộng với siêu giáp, bà con phun hết rồi đúng không bà con? Xong rồi bắt đầu á, bà con sẽ bước vào cái quy trình như thế này. Cái rồng xanh kéo đọt, bà con cộng với rồ cung bi tạo đỏ. Bà con chúng ta cộng với rồ cung bi tạo đỏ, bà con có thể pha chung với thuốc bảo vệ thực vật. Bà con phun toàn thân toàn lá, 7 ngày bà con làm một lần. Thì cái siêu phục hồi này cũng 7 ngày bà con làm một lần. Còn cái pH thần tốc bà con chỉ cần sử dụng một lần thôi, nó đã lên pH rồi, nó ổn định rồi, thì chúng ta không cần phải sử dụng nhiều lần. Lâu lâu chúng ta đi kiểm tra lại đất, chúng ta lấy cái máy đo độ pH hay là lá giấy quỳ tím, chúng ta kiểm tra đất nước của mình, chứ chúng ta định kỳ, giống như ta đi khám định kỳ bà con, chúng ta kiểm tra cái vườn của mình thấy pH nó có tụt không. Và đầu mùa mưa cái nó dính cơn mưa nó axit nó xuống, nó tụt pH. Giữa mùa mưa tụt pH, cuối mùa mưa tụt pH, là những cái thời điểm mà thường thường xảy ra như vậy. Nghĩa là đầu mùa mưa thường thường ở miền Tây, là dưới miền Tây Nguyên cũng hay bị, nhưng miền Tây là thường như thế này nè, là nắng kéo dài, tự mưa một cái mưa axit xuống, cái bắt đầu axit xuống, cái thứ hai nó phèn ở dưới, nó xì lên đó, cái phèn nó xì lên thì đất của chúng ta nó bị xì phèn. Đấy, chúng ta không cần phải sử dụng định kỳ, nhưng mà chúng ta canh cái đất của mình nó tụt pH chúng ta xử lý nha bà con nha. Thường thường thì bà con chúng ta một năm mà sử dụng 2-3 lần là đủ rồi, không cần sử dụng nhiều. Có nhiều khi một năm sử dụng không sử dụng được lần nào nữa, tại nó ổn định rồi, thì nó sẽ là ổn định mãi mãi. Đã nó ổn định rồi, chúng ta cứ đi cái dạng mà siêu dưỡng cây, siêu phục hồi như thế này thì rất là ổn định. Rồi bây giờ bà con chúng ta mua cái sản phẩm này có thể kết hợp với công ty, kết nối với cái hồ sơ công ty, những cái thông tin cụ thể hotline trên màn hình, để các bạn chuyên viên có thể tư vấn cho bà con chúng ta chuyên sâu hơn, tư vấn rõ ràng hơn. Bà con có thể còn những cái sản phẩm khác bà con có thể muốn mua thêm, ví dụ như có sâu rầy không, có bọ không, có bọ cánh cứng, có nhện không, vẫn có. Bà con chúng ta có thể là liên hệ với công ty để các bạn chuyên viên hỗ trợ cho bà con một cách tư vấn, một cách hỗ trợ tốt nhất nha bà con nha. Còn cái video này nó cũng khá là dài rồi, bà con chúng ta like và subscribe ủng hộ kênh. Còn bây giờ thì bye bye bà con nghe, bye bye.